Chào mọi người, hôm nay tôi nói về chuyện yêu đương của các cô gái thời hiện đại. Nhưng mà trước hết tôi nói đây là chuyện của mấy cô gái Pháp nha. Bởi vì năm 2017 thì nhà sử học người Pháp là Christophe Giraud đã xuất bản cuốn sách có nhan đề là Tình yêu hiện thực, trải nghiệm mới về tình yêu của các cô gái trẻ ở Pháp. Thì giáo sư sử học Christophe Giraud đã tiến hành cái cuộc nghiên cứu trên một cái mẫu gồm có 26 cô gái ở Pháp tuổi từ 18 tới 25. Và ông này cũng dùng cái cuộc phương pháp đó là phỏng vấn sâu. Thì có tổng cộng là 66 cuộc phỏng vấn đã được thực hiện, trong đó có nhiều người được phỏng vấn tới 4 lần. Cũng có những người chỉ có những cô thì chỉ phỏng vấn có một lần thôi. Và cái 26 cô gái này được chọn phải thỏa mãn một cái tiêu chuẩn, đó là ít nhất đã từng trải qua một mối tình, và cái mối tình phải trải qua ít nhất là 6 tháng thì mới được chọn vào trong mẫu nghiên cứu. Thì cái tình yêu của các cô gái bây giờ ở Pháp nó như thế nào? Ở đây tôi không biết là ở Việt Nam có đúng hay không, nhưng mà ở Pháp thì theo nhà sử học người Pháp Christophe Giraud này, thì hiện nay các cô gái ở Pháp đã yêu theo kiểu mới, đó là tình yêu hiện thực, tức là l'amour réaliste. Trước đây đó thì chúng ta thấy rằng là từ xa xưa cho tới thời hiện đại luôn, thì các chuẩn mực xã hội cho phép nam giới được tách rời quan hệ tình dục với tình yêu, tức là đàn ông có cái quyền là quan hệ tình dục mà không tình yêu. Thì đến những năm 1970 thì phụ nữ phương Tây cũng như là ở Pháp cũng đã định nghĩa lại tình yêu theo cách này. Có nghĩa là kể từ những năm 70, các cô gái cũng như là giới phụ nữ nói chung cũng đã tách rời cái gọi là tình dục với tình yêu rồi. Cho nên bây giờ ở Việt Nam tôi thấy rất nhiều cô gái tuổi teen đó hay hỏi mấy chuyên gia tâm lý rằng là tình yêu có phải là tình dục hay không, yêu có nên là tình dục hay không. Thì ở Pháp những năm 70 thì phụ nữ Pháp cũng như là các nước phương Tây nó đã xác lập rằng hai cái thứ này không có liên quan gì với nhau cả. Và đến bây giờ thì các cô gái hiện đại của Pháp, 26 cô này cũng thể hiện điều đó. Khi mà cái kiểu quan hệ mới của các cô ấy bây giờ đó là quan hệ theo kiểu là nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng. Nghiêm túc tức là họ sẵn sàng đi với chúng ta, ngủ với chúng ta, nhưng mà nhẹ nhàng có nghĩa ở đây là không cần phải có một cái lời hứa đi đến cuối con đường gì cả. Tức là nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, tức là họ thích ai, họ sẽ ngủ với người đó mà không cần cái người đó phải hứa rằng là sẽ cưới hay là đi đến cuối con đường như trước đây. Tức là cái kiểu hợp đồng yêu đương theo kiểu là nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng. Và cái đời sống tình dục bây giờ nó tách khỏi tình yêu là do một trong những cái yếu tố đóng góp vào, đó là các mạng xã hội và các cái ứng dụng hẹn hò. Nhờ những cái này mà bây giờ người ta sẵn sẽ phát triển được các mối quan hệ gọi là tình dục mà không cần phải dựa trên cái mối quan hệ nghiêm túc lâu dài gì cả. Thì bây giờ các cô gái đã tách khỏi những cái điều đó rồi, và bây giờ họ muốn xây dựng cái kiểu yêu đương mới mà nhà sử học người Pháp Giraud gọi là tình yêu hiện thực. Tình yêu hiện thực ở đây không phải là một cái tình yêu lý trí. Tình yêu lý trí hay là lý tính hóa đó là cái tình yêu mà người ta lựa chọn người bạn đời dựa trên cái sự tính toán về các điều kiện kinh tế, về văn hóa, về nghề nghiệp, về tôn giáo, về thu nhập, vân vân. Thì khi mà cái tình yêu mà lý trí đó đó như trước đây chúng ta thường thấy, thì gần như cái căn tính của cá nhân, cái người đó không được quan trọng, không được chú ý, mà người ta chú ý tới những điều kiện bên ngoài của người đó, tức là điều kiện về kinh tế, về học vấn, về nghề nghiệp, về thu nhập nhiều hơn, thì cái đó gọi là tình yêu lý trí. Hoặc là cái tình yêu gọi là tình yêu thực dụng, là ở đó cả hai đều cố gắng tối đa hóa cái ham muốn của mình dựa trên cái sự tiêu thụ về quan hệ, về về tài chính không giới hạn. Thì bây giờ cái hai cái tình yêu gọi là lý trí
và thực dụng không phải là tình yêu đích thực hay là tình yêu gọi là hiện thực. Thì quan niệm về tình yêu hiện thực của các cô gái Pháp bây giờ là gì? Tình yêu hiện thực là cái tình yêu của một tiến trình dài trải qua nhiều giai đoạn. Thì trong các giai đoạn này, trong cái giai đoạn yêu đương này, tức là nó phải dài và trải qua nhiều giai đoạn, thì các cô gái muốn một cái giai đoạn dài như vậy để họ kiểm chứng, họ tìm ra những cái bằng chứng cụ thể cho một cái tình yêu chân thật, vốn là nền tảng để xây dựng cái đời sống gia đình sau này. Những cái bằng chứng gọi là của tình yêu đích thực, tình yêu chân thực là cái gì? Đó là cái thời gian cũng như là cái độ dài mà người ta cùng nhau đi chung với nhau, tức là cái con đường mà người ta cùng trải qua với nhau. Cái bằng chứng thứ hai đó là cái chất lượng của cái sự thân mật, tức là cái chất lượng của cái sự gần gũi giữa hai người, chứ không phải là số lượng mà là chất lượng. Và thứ ba đó là trên các cái bước đường yêu đương này, các cô gái muốn tìm thấy coi cái người bạn của mình đó, cái người bạn trai của mình có một cái thôi thúc, có một cái ước muốn đi đến cuối con đường cùng nhau hay không. Như vậy thì cái tình yêu hiện thực là một thứ tình yêu mà ở đó người ta muốn xác lập, muốn xác định những cái tiêu chuẩn căn bản để đánh giá được cái tình yêu là đích thực hay không. Bởi vì tình yêu đích thực là cái tình yêu mới đưa đến đời sống gọi là hôn nhân lâu dài sau này. Thì tôi không biết là ở Việt Nam đã có những cái hiện tượng này chưa, nhưng mà tôi cũng đã thấy đâu đó những cái quan niệm tách rời giữa cái đời sống tình dục với tình yêu rồi. Cũng giống như ở Pháp, cũng với sự xuất hiện của mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò, thì tôi thấy hình như ở Việt Nam cũng đã có cái này, nhưng mà hình như ở Việt Nam thì vẫn còn là tình yêu thực dụng hoặc là tình yêu lý trí, chưa đến cái giai đoạn tình yêu hiện thực, tức là tình yêu ở đó mà hai người cùng khám phá, cùng giải mã lẫn nhau để xem coi chúng ta có thể đi đến cuối con đường với nhau hay không. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, và nếu thấy hữu ích thì like và chia sẻ kênh của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau.